Hello, xin chào các bạn và các em. Chào mừng tất cả các bạn và các em đến với buổi live ngày hôm nay của thầy Minh. Buổi live chống liệt hóa, live xong xóa, nhá. Hôm nay phát vía, ok ạ. Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã đến với buổi live chống liệt hóa ngày hôm nay của thầy Minh ạ. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể cùng thầy Minh chia sẻ lại buổi học cuối cùng này và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây bởi vì đây là một live chống liệt, chống liệt hóa. Đây nhiều bạn lớp thì mình vẫn kêu là đề toán bình thường này Thầy chào Nguyễn Đức Anh ạ Hello xin chào tất cả bạn và các em Đào, Chào Toàn Tấn Bình nhá Chào Nguyễn Thị Bê Trâm Chào Hoàng Nhật Chào Tiến Đạt Hello chào Trí Hùng nhá Chào Nguyễn Dương Tuấn Khoa nhá Úi dồi đây này Nguyễn Dương Tuấn Khoa 10 Được 10 hóa rồi đấy này à, Được 10 toán rồi đấy này Rồi Hôm nay là một buổi live cuối cùng Thầy Minh chiến đấu cùng với lại 2K6 Rất là cảm ơn tất cả các bạn 2K6 Trong cái quãng thời gian vừa qua Đó ở bên cạnh thầy Minh chiến đấu cùng thầy Minh cho đến những ngày cuối cùng này. Rồi ạ. các em sẽ mãi mãi ở trong tim thầy và ngày mai thôi khi mà các em đi thi thì thầy sẽ mãi mãi ở trong tim các em và thầy sẽ độ cho tất cả các em. Nhá, mai gặp một bài nào khó, mai gặp một bài nào khó chỉ cần tưởng tượng đến thầy Minh thôi. Thầy Minh sẽ độ cho tất cả các bạn và các em phát vía. Wow. Rồi rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã ủng hộ thầy Minh trong những ngày vừa qua và bây giờ chúng ta bắt đầu chiến đấu. Chiến đấu để chiến thắng, quyết tâm, chiến đấu để chiến thắng, quyết Rồi, câu số 1 câu số 1 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Câu số 1 ạ. Chất nào sau đây được dùng để khử chua đất trong công nghiệp, trong nông nghiệp? Khử chua thì chua nó là tính axit đúng không? Chua nó là tính axit vậy để khử được chua thì nó phải là một anh có tính kiềm, kiềm để nó đối trọng lại với rằng có tính axit. Được chưa? Vậy thì một anh mà nó có tính kiềm để mà nó đối trọng lại với lại anh có tính axit thì nó chỉ có thể là anh CaO mà thôi. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D ạ. Ok ạ? đáp án chính xác của thầy trò chúng ta hôm nay đó là đáp án gì câu số 2 hôm nay là buổi học cuối cùng rồi thì mình rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể là comment đáp án thật nhiệt tình hơn nữa để mình lấy vía để mai mình đi thi làm sao cho nó thật ngon lành thật là trôi trôi chạy ạ à. câu số hai chrome tác dụng ăn bốn loáng thì thu được sản phẩm là gì ạ à? câu số hai chrome tác dụng ăn bốn loáng thì thu được sản phẩm là gì chrome tác dụng ăn bốn loãng thì tạo thành crso bốn đáp án đúng là đáp án b câu số ba kim loại nào sau đây điều chế được ăn phát thủy luyện câu số ba kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện thủy luyện thì chuyên để sử dụng để điều chế các anh kim loại đứng đằng sau al đúng không ạ vậy cái thằng mà mà được sử dụng làm phương pháp thủy luyện ấy thì nó chỉ có thể là gì ạ cu ok nha rất ấm thầy minh tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án c ạ thầy minh tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án c ok hôm nay là ngày cuối cùng thầy minh sát cánh cùng 2 k 6 thực hiện đúng lời hứa sát cánh cùng 2 k 6 đến ngày cuối cùng rồi ạ, uy tín chưa ạ? Rất là cảm ơn các bạn bạn và các em nhá. Mai nhá, sáng mai thì mình sẽ cùng team và thầy của thầy Minh nhá. Team thì mình rất đông đảo gồm tập hợp tất cả các anh chị ở bên khoa chất lượng cao trường đại học sư phạm 1 Hà Nội cùng chiến đấu với các em sát cánh của các em. Mai các em thi xong môn hóa, bạn nào có đề gửi ngay cho fanpage thầy Minh. Thầy Minh cùng các anh chị sẽ làm đúng full 24 đáp án của đề hóa chính xác nhất dành cho tất cả các, các bạn và các em để các bạn và các em check. Nhớ là đi thi nhớ chép lại đáp án về nhá. Câu số 4 ạ, à. số nhóm carboxin trong phân tử axit glutamic thì trong axit glutamic chúng ta có hai nhóm COH. Đúng chưa? Một nhóm NH2. Vậy ta sẽ có hai à. đáp án đúng là đáp án C ạ. À. Đáp án đúng là đáp án C. À. Câu số 5 ạ. À. Câu số 5 đáp án gì ạ? À? Câu số 5 ạ. À. Câu, à. Câu số 5 là các em nhớ nhá, mai các em có đáp án, có bất kỳ cho à, điện mai các em có cái đề nào thi xong cái đề gửi thầy luôn. Team của thầy Bình nhịn ăn trưa, chiến đấu hết mình để giải đề cho các em. 24 mà đề sẽ là 24 đáp án chính xác với đáp án của bộ. Đấy một lời hứa danh dự từ thầy mình. Được không ạ? Câu số 5 ạ. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng 2 mil dung dịch chất X lắc nhẹ thì thấy có kết tủa màu trắng. Vậy chất x chúng ta nó sẽ là anilin. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 6 ạ. Câu số 6 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh ạ. Câu số 6 ạ. Câu số 6 các bạn chọn đáp án gì ạ? Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím ạ? Câu số 6 ạ. Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím ạ? Hân hạnh chào tất cả các bạn và các em đã đến với buổi live cuối cùng của thầy Minh. Buổi live này là buổi live cuối cùng mà thầy Minh chiến đấu cùng bên cạnh 2K6. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình comment, nhiệt tình chia sẻ ủng hộ thầy Minh trong những ngày vừa qua. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Và mai thì thầy Minh lại có một lời hứa với các em là sẽ làm đúng 24 cái mã đề full đáp án dành cho tất cả các bạn và các em. Các, bạn và các em có đề nào gửi ngay về fanpage của thầy Minh Berlin, gửi ngay cho thầy để team của thầy có thể làm được đáp án thầy sẽ ưu tiên thì của thầy sẽ ưu tiên làm những cái đáp án của mã đề mà gửi về bên fanpage của thầy đầu tiên. Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Câu số 6 ạ. Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím ạ? Câu số 6 ạ. Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím ạ? Ok ạ. Thầy cảm ơn một bạn đã tặng thầy một bông hoa hồng. Cảm ơn các em. Câu số 6 ạ. Không làm đổi màu quỳ tím ạ. Đó là anh gì ạ? glycine bởi vì nó có số nhóm CO bằng số nhóm NH2. Các bạn chỉ nhớ thôi là số nhóm CO bằng số nhóm NH2 thì không là đổi máu quỳ, được chưa? Nếu mà số nhóm CO mà lớn hơn số nhóm NH2 thì nó sẽ nghiêng về thằng axit, còn nếu NH2 mà lớn hơn thì nó sẽ nghiêng về thằng kiềm. Câu số 7, công thức của sắt 2 sunfat ạ, quá dễ ạ. Sắt 2 thì nó phải là hóa trị 2. Vậy nó sẽ là gì ạ? FeSO4. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 8 ạ, dung dịch chất nào sau đây hòa tan được AlOH3 lần? Các bạn lưu ý cho thầy mình nhá. Hòa tan được AlOH3 lần thì AlOH3 lần chúng ta là hydroxit lưỡng tính nhá cháu này lưỡng tính vậy để hòa tan được một thằng lưỡng tính ấy các bạn lưu ý ấy, để hòa tan được một thằng lưỡng tính ấy thì chúng ta sẽ phải sử dụng thằng axit hoặc thằng kiềm vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án d hòa tan ta sẽ thu được alcl bạn câu, câu số 9 ạ câu số 9 đáp án gì ạ chào mừng tất cả bạn và các em đã quay trở lại với buổi live stream chống liệt hóa live xong xóa cùng với thầy minh berlin rất là chào mừng tất cả bạn và các em đến với buổi học ngày hôm nay của thầy minh ok hôm nay là buổi học cuối cùng mà thầy minh sát cánh chiến đấu cùng với lại hai k sáu quyết chiến thắng đừng để môn toán làm lung lạc tinh thần của chúng ta quyết môn hóa cứu lại điểm toán nhá hóa bộ toán câu số 9 thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt hai sau khi kết thúc phản ứng ạ câu số 9 ạ thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt hai sau khi kết thúc phản ứng các bạn lưu ý nhá thu được muối sắt hai nhá fe vào cl hai thì dư thì thu được FeCl 3 ba bỏ này À, FE vẫn ở đặt nóng dư thì lên FE dương 3 bỏ tiếp này. Ok ạ, à, cảm ơn thành nhân nhá. FE H 3 lần bạc 4 loãng thì thu về FE dương 3 bỏ này. Vậy Đáp án đúng chúng ta đó là đáp án D các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta của thầy cho chúng ta đó là đáp án G. Câu số 10 ạ, kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường ạ? Câu số 10 ạ, kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường ạ? Thầy Minh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các bạn mà các em đã và đang theo dõi buổi live ngày hôm nay của mình Minh, à, những bạn mà đã comment đáp án đã chia sẻ buổi học này lại về tường thì đấy là một cái nguồn động lực không hề nhẹ để thấy Minh có thể livestream chiến đấu cùng với tất cả các bạn và các em cho đến những cái ngày cuối cùng này câu số 10 kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường các bạn Tan trong nước thì nó là gì ạ? Bari. Bari tan trong nước tạo thành BaOH hai lần các nhá. Câu số 11 Số nguyên tử C trong phân tử Ferrox. Đừng có nhầm riêng những cái câu này nhá, rất dễ sai. Chúng ta đừng có nhầm công thức trong đầu. Phần rút là C6H12 O6 vậy C nó là 6. 6 đáp án đúng là đáp án B. Câu 12. Thủy phân triolin có công thức phân tử trong dung dịch cao hát thu được glycerol và muối X công thức của X thì rất đơn giản rồi. Muối X chúng ta sẽ là C17H31 COK đúng không em? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C rất dễ dàng ạ. Rất dễ dàng ạ. Các bạn nên nhớ cho thầy là một câu dễ cũng bằng điểm với một câu khó. Vậy chúng ta cần phải làm chắc chắn đúng những cái cầu rẽ nhá cầu 13 ba nào sau đây thuộc lại tơ thiên nhiên Tơ thiên nhiên thì cái tên nó, nó nói lên tất cả rồi cái tên nó nói lên tất cả rồi Tơ thiên nhiên chúng ta là gì ạ Tơ tằm, đáp án chính xác là đáp án a câu 14 bốn chất nào sau đây thuộc loại đi ạ chúng ta có mono là glu và ferrous đi là sac và man Polysaccharide là sen và pul và tinh bột. Vậy ở đây disaccharide chúng ta nó là saccharose. Đáp án chính xác là đáp án gì? Câu 15 ạ. Câu 15 chọn đáp án gì nào các em ơi Comment đáp án thật nhanh nhá Comment đáp án thật nhanh để lấy vía môn hóa nhá Để mai làm sao khoanh lụi câu nào trúng luôn câu đấy ạ à, Cuối buổi này thì mình sẽ hát tặng cho các em một bài Một bài duy nhất Bạn Các em sẽ là những học sinh 2K6 duy nhất được nghe thì mình hát Ok ạ câu 15 ạ Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa? cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa mình thấy có CO3 hay trừ cộng Ba cộng mình sẽ tạo đến kết tủa BaCO3 đáp án đúng rồi của chúng ta đó là đáp án A kèm nhá đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án A câu 16 ạ kim loại nào sau đây không tan được trong dịch HCl kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch HCl anh nào không tan ạ không tan trong HCl nó không phản ứng với HCl vậy nó là anh kim loại đứng sau H trong dãy điện hóa đúng không và anh mà đứng sau H trong dãy điện hóa chúng ta nó chỉ có thể là anh Ag mà thôi câu 17 ạ công thức của axit oleic 17 đáp án gì nào các em? Phải thật nhanh ạ. 17 ạ. Công thức của axit oleic Phải thật nhanh ạ. Làm hóa, chiến hóa để lấy vía hóa. Công thức của axit oleic c 17 h 33 coh đáp án đúng là đáp án A. 18 ạ. ST nào sau đây tác dụng với NaOH thu được natri acetate mười 18 ạ. ST nào sau đây mà phản ứng được với NaOH thu được natri acetate Thu được natri Các bạn kêu để trói quá để thầy cho giảm ánh sáng rồi. Rồi. Được chưa ST nào sau đây ạ? Tác dụng với lại thu được natri acetat thì là CH3CO 3 CH3, thì mình thu được CH3COH, CH3CO A đúng không ạ? Câu 19. Ở điều kiện thường thì chất nào sau đây ở trạng thái rắn? Đây là những cái câu về đòi hỏi chúng ta phải có được một cái nền tảng kiến thức gọi là tương đối đúng không ạ? Chất béo rắn các bạn lưu ý với thầy mình nhá. Chất béo ở dạng rắn thì nó là chất béo no thì chất béo no thì ở trong này chúng ta chỉ có tripanmitin mà thôi. Tori Pan tin chúng ta sẽ là ở trạng thái rắn, còn là những anh còn lại là chất béo không no. Chất béo không no thì tồn tại ở trạng thái lỏng Hello hello, xin chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với buổi live chống liệt hóa cùng với thầy Minh Merlin. Hôm nay là buổi live cuối cùng thì mình chiến đấu cùng 2K6 và cuối buổi thì mình sẽ phát vía độ hóa cho tất cả các bạn và các em. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình ủng hộ và comment cũng như chia sẻ lại buổi học này của thầy Minh. Thank you tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. 20 ạ. Công thức phân tử của Saccharose ạ? chúng ta là C12H22O11. Đáp án chính xác là đáp án C. Câu 21 ạ, công thức phân tử của trimethylamine ạ. 21 đáp án gì nào? 21 đáp án gì nào các em ơi? Công thức phân tử của trimethylamine ạ, trimethylamine ạ. Nó là CH3 tất cả 3 lần N nên công thức phân tử của nó sẽ là C3H9N đúng không ạ? C3H9N với đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 22 ạ, kim loại nào sau đây có độ cứng là cao nhất ạ? Câu 22, kim loại nào sau đây có độ cứng là cao nhất? Độ cứng cao nhất đó là cờ rút kèm nhá Cứng cao nhất đó là cờ rút, trái tim của cờ rút mãi mà chúng ta không thể nhai được Câu 23, trong các kim loại thì kim loại có tính khử yếu nhất ạ Khi nào ba cần mua áo giáp sắt, đúng không? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt, vậy đáp án của chúng ta kim loại tính khử yếu nhất nó chỉ có thể là CU Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A kèm nhá Câu 24, kim loại nào sau đây không tác dụng đối với dùng dịch khăn bốn loại 24 kim loại nào sau đây không tác dụng được với H2SO4 loãng nào? h 2 so loãng. h 4 loãng thì nó chỉ tác dụng được với anh kim loại mà đứng đằng trước H. Vậy đứng sau H là không tác dụng. Vậy B, Cu có 25. 25 ạ. Trong công nghiệp thì natri được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy hợp chất nào sau đây? Năm nay là năm cuối cùng chúng ta còn đọc natri là natri. Năm sau sẽ được đọc natri là sodium. Đấy, chính vì vậy nên hôm nay thì mình sẽ phát video học cho tất cả các bạn và các em Độ tất cả các bạn và các em qua nguyện vọng 1 Trong công nghiệp kim loại natri thì thường được điều chế bằng các điện phân nóng chảy hợp chất nào Thì đóng điện phân nóng chảy là ACL 26 Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCL Điện cực chờ chú ý là điện phân dung dịch thì không bao giờ thu được K nhá. Màng ngăn có màng ngăn thì thu được cao H2 h và CL2 Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C ạ Câu 27 ạ Hai kim loại đều thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn. Các bạn lưu ý nhá. Ở đây là hai kim loại đều thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn. Các bạn chỉ cần đọc cái câu thần chú này của Thế Minh là được thôi nhá. Chỉ cần đọc cái câu thần chú này của Thế Minh rồi. Bé mang cây súng bắn ruồi. Được chưa? Bé mang cây súng bắn ruồi. Ok chưa? Vậy vậy hai kim loại đều thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn là CA và BA. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án gì? Câu 28. Câu 28 ạ, 28 các bạn cùng chọn đáp án gì nào? Phải thật nhanh các em ạ. Phải thật nhanh các ạ. Câu 28 sản phẩm tạo thành có kết tủa khi cho dung dịch bahco 3 lần tác dụng với dung dịch nào sau đây? Thì nó sẽ tác dụng với Na2CO3 mình sẽ thu được kết tủa là kết tủa BaCO3 các em nhá, thu được kết tủa là kết tủa BaCO3. Câu 29 cho nhôm tác dụng với natri oxit thì thu được khí ích có công thức là. Thì các bạn lưu ý này, đây là những một trong số những phương trình cơ bản rất hay thì các bạn chỉ cần nhớ cái phương trình này một chút thôi là nó thành công rồi. Al O2 cộng với lại H2 ấm luôn Vậy khí sinh ra của chúng ta đó là khí H2 các em nhé Khí sinh ra của chúng ta đó là khí H2 Ok ạ, à. rất dễ luôn Câu 30 Chào mừng tất cả bạn và các em đã quay trở lại với buổi live cùng với Thầy Minh Merlin Hôm nay là buổi live cuối cùng của Thầy Minh chiến đấu cùng với 2K6 Chống liệt hóa Chống liệt hóa Rất là mong muốn tất cả bạn và các em có thể tác tất cả các bạn của các em vào đây Để Thầy Minh độ cho các bạn Chống liệt hóa wow. học Câu 30 ạ chất x có công thức là feo 3 lần thì tên gọi của x là tên gọi của x của chúng ta nó sẽ là sắt 3 hydroxit kèm nhá. Tên gọi của x của chúng ta là sắt 3 hydroxit đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. đó là đáp án A. Câu 31 oxit nào sau đây là oxit axit Oxit nào sau đây là oxit axit? Oxit axit là CrO3. Quá đơn giản, quá dễ dàng. Câu 32 Câu 32 các bạn chọn đáp án gì nào? Phải thật nhanh nhá. Phải thật nhanh ạ. Câu 32 đáp án gì nào? Kim loại nào sau đây không tan trong dịch H4 loãng ạ? À. Phát vía hóa học. Phát vía hóa học. Được chưa? À đúng rồi, câu 30, câu 30 hỏi là em, em 2 hai lần thì nó phải là sắt 2, thank you các em. Sắt 2 hydroxit ạ, à. 30 ạ. Câu 32 ạ, à. kim loại nào sau đây không tan trong dịch H4 loãng? Đấy, cụt một ngón tay rồi, cụt một ngón tay rồi, cụt một ngón tay rồi. Kim loại nào sau đây không tan trong dịch H4 loãng? À. Không tan trong H4 loãng thì nó là Cu. Đáp án B. 33 valin là tên gọi của alpha amino acid mà có phân tử khối bằng bao nhiêu? Gly, các bạn nhớ nhá. Gly 75 ala 89 đúng chưa violin 117 nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án b bò kèm nhá đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án b bò câu 34 ạ chất béo là trieste của axit béo với anh nào thì câu 34 ạ chất béo là trieste của anh axit béo với là anh glycerol đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án c câu 35 ạ chống liệt hóa wow. học cùng thầy minh Mê lên Hello, xin chào các bạn và các em, bạn và các em chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với chống liệt hóa học cùng với thầy Minh. Mielin ạ, chống liệt hóa. Câu 35 ạ, hợp chất nào sau đây chiếm thành phần nhiều nhất trong mật ong? Các bạn lưu ý cho thầy mình nhá. Fructose chiếm 40% trong mật ong, glucose chỉ chiếm 30% trong mật ong. Vậy anh mà chiếm thành phần nhiều nhất đó là fructose. Câu 36, phản ứng nào sau đây glucose đóng vai trò là chất oxy hóa. Để đóng vai trò là chất oxy hóa thì nó phải tác dụng với anh có chất khử. Đúng không ạ? Vậy, ở đây tác dụng với H2 C6 H12 O6 cộng H2 tạo thành C6 H14 O6. Đây ạ, à, H0 với H dương 1 vậy nó thể hiện tính khử thì C6 H12 6 thể hiện tính oxy hóa, được chưa? Vậy đóng vai trò là chất oxy hóa khi tác dụng với H2 các em nhá. Nhớ nhá. Câu 37 ạ, à, công thức của canxi hydroxit ạ. À. Câu 37 ạ, à, công thức của canxi hydroxit là anh nào? Chống liệt hóa, độ hóa học nhá chống nhiệt hóa độ hóa học công thức của canxi hydroxit xe lần đáp ứng của chúng ta đó là đáp án d câu 38 công thức của kali dichromat các bạn lưu ý, ý nhá kali là có có k rồi dichro là phải cr 2 được chưa dichro là phải c đi là hai mà nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án c, đáp án c các em nhá đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án c câu 38 đáp án c ạ câu 39 ạ rồi ơi công thức của methanol nè à chúng ta đi làm nhá đi đi thi ạ. chúng ta nhìn thấy những cái câu này người hút phát soạt một cái ấm luôn đúng không câu 39 mươi chín ạ ba đáp án gì ạ Ok, Thầy Minh xin chào tất cả bạn và các em Chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với buổi live chống liệt hóa của Thầy Minh Merlin Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã ủng hộ Thầy Minh Bằng cách là chia sẻ lại buổi học này và tác giúp Thầy Minh tất cả các bạn của các em ở đây ạ Thank you tất cả các bạn và các em rất nhiều Và cuối cùng của buổi live này vào giây phút cuối cùng thì Minh sẽ hát một bài hát để mà độ cho tất cả các bạn và các em với môn hóa ngày mai Câu 39 ạ, Metanol ạ, c 3 OH, đáp án đúng đáp án C Câu 40, kim loại nào sau đây là kim loại kiềm Lại một skill nữa của thầy Minh. Low nay không rảnh chơi phi phải lâu nay không rảnh chơi phi phải vậy ở đây ta sẽ có là kim loại kiềm đó là k đa bạn chính xác là đa a câu 41 chất x ạ câu 41 ạ chất đích khi cho vào bốn loãng thì sinh ra khí vậy x là ui rồi bây giờ thằng nào tác dụng với bốn loãng sinh ra khí ạ ui cái câu này dễ e à, các em ạ dễ e à, các em ạ nó là anh nào? NaHCO3 Tại vì NaHCO3 cộng với lại H2SO4 loãng Thì ta sẽ thu được Na2SO4 cộng với lại CO2 cộng với H2O Ô, Vậy khi sinh là khí là khí CO2 Quá đơn giản, quá dễ dàng Câu 42, công thức của Kali Carbonat Câu 42, công thức của Kali Carbonat Công thức của kali carbonat là gì ạ? K2CO3 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Câu 43, kim loại nào sau đây dẻo nhất? Úi dồi ôi. Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong số các kim loại? Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong số các kim loại thì nó chỉ có thể là vàng thôi, vàng rát mỏng đến nỗi mà ánh sáng cũng có thể qua được. Câu 44 ạ, à? ion có tính ô xóa mạnh nhất ạ. À? Ion có tính ô xóa mạnh nhất trong số tất cả các ion sau, lái nào nào? ion có tính xóa mạnh nhất trong số tất cả các ion sao là anh nào này đáp án đúng của chúng ta là đáp án ag cộng đáp án chính xác là đáp án a câu 45 ạ câu 45 ạ 45 chúng ta chọn đáp án gì nào khí ích gây mưa axit sinh ra nhiều trong các nhà máy sản xuất axit sulfuric vậy khí x là gì sản xuất axit sulfuric là h2so4 vậy khí x của chúng ta phải có s khí ích của chúng ta mà phải có s thì câu 45 nó chỉ có thể là gì ạ cso2 nhá thì khí X gây ra mưa axit các bạn nhớ chưa? Câu 46 ạ, chất có tính lưỡng tính là Các bạn mạnh dạn comment lên nhá, một lần sai là một lần nhớ, sai một lần chúng ta nhớ cả đời. Đây là lần cuối cùng rồi mà chúng ta chiến đấu môn hóa cùng 2K6 cùng với thầy mình sát cánh để chiến thắng nhá. Câu 46 ạ, tính chất có tính lưỡng tính thì nó là A là bắt 3 lần. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bò. Câu 47 ạ. Câu 47 là đáp án gì ạ? Kim loại FE bị thụ động Đây để dạy các em này Mặc dù bây giờ là quá muộn rồi Rất tiếc cho những bạn mà bây giờ mới được học thì mình Nhưng các bạn chỉ cần nhớ thế này Phải ăn cờ rút Bạn nào mà chưa kịp ăn Bạn nào mà chưa kịp ăn thì để dành lên đại học ăn nhá Nhớ kỹ là thì mình dạy Được không ạ Kim loại FE bị thụ động bởi thằng nào Thì bị thụ động bởi HN3 đặc nguội Và h 4 đặc nguội Câu 48 Ở nhiệt độ thường Câu 48 ạ Ở nhiệt độ thường kim loại Al tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây ạ? Câu 48. Ở ờ, nhiệt độ thường, kim loại Al tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây thì Al tan hoàn toàn trong lượng dư HCl nhá các em nhá. Đáp án đúng là đáp án B. 49 ạ. Monomer được sử dụng để điều chế polyethylene. Monomer được sử dụng để điều chế polyethylene thì polyethylene thì được điều chế từ monomer là ethylene nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Rất đơn giản và dễ dàng. Chúng ta sang câu số 50 Ôi rồi ôi ảnh chưa loát kịp rồi Ảnh ơi loát đi Loát đến câu 55 50 chưa loát Các bạn đợi thì tí Thoát ra Vào lại À no Ảnh ơi loát đi ảnh à đấy Loát được rồi xịn rồi Đấy Vừa nãy ảnh nó không loát được Thầy lại cứ tưởng là 2K6 nó mà nhọn nó mà đen đến nỗi thế thì cổ để cái để toán nó đã như vậy rồi cái đề toán nó đã xem xem với 2018 rồi Thế mà bây giờ mà 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 đề hóa mày còn không được thể minh độ nữa thì thì, thì càng càng lắm nhỉ. Yeah. Câu 50 nước cứng là nước mà có chứa nhiều cái ion nào? Thì câu 50 nước cứng là nước có nhiều các ion Ca2+ và Mg2+. Câu 51 ạ, kali nitrat công thức của kali nitrat là gì ạ? Phải thật nhanh ạ, phải thật nhanh các em ạ. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và comment trong cái buổi học ngày hôm nay của thầy Minh. Hôm nay cũng là cái buổi học mà thầy Minh đông lượt các bạn học sinh theo dõi và ủng hộ nhất từ trước đến nay. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Thank you tất cả các bạn và các em rất nhiều lần. Bạn nào có thể chụp ảnh lại giúp cho thầy Minh cái bức ảnh ở cả trong cả ngày hôm nay và gửi lại cho thầy Minh được không ạ? Để thầy Minh lưu nó làm kỷ niệm là chúng ta đã có những cái ngày mà chiến đấu với nhau mạnh mẽ đến như vậy. Ok ạ, thank you tất cả các bạn và các em. Kali Nitrat đúng là đáp án B, câu 52 ạ Chúng ta chỉ có 100 câu thôi ạ Chúng ta chỉ có 100 câu chống luyện hóa thôi ạ 52 Tôi nào sau đây tôi lại tôi nhân tạo này các bạn này các bạn đi thi các bạn chỉ cần nhớ thầy thôi Nhân tạo hay là bán tổng hợp nhá Nhân tạo với lại bán tổng hợp giống nhau Nó đều là diện nó chỉ có visco Và acetat nhá Cứ nhớ như vậy Vậy ở đây mình sẽ có này Cellulose acetat từ khóa acetat Vậy đó là Vậy đó là gì ạ? Vậy đó là gì ạ Vậy đó là tơ gì ạ? Visco và acetat thì nó là tớ nhân tạo nhớ cửa chưa nhớ kỹ chưa nhớ kỹ chưa những cái gì mà chúng ta muốn nhớ kỹ chúng ta phải comment đi comment lại hai lần là... nhá đúng không ạ câu số 53 chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3 chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3 thì amin bậc 3 nó chỉ có thể trimethylamin đây nó có dạng như này thì nó còn gọi là bậc 3 nó có anh n thôi nó có anh n thì được gọi là amin bậc 3 các em nhá đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án dễ amin câu 54 câu 54 đáp án gì nào số nguyên tử c trong phân tử tristerin chỗ này các bạn rất dễ bị đếm nhầm c 17 h 35 co tất cả 3 lần c 3 h 5 đúng không vậy bây giờ mình đi cộng c này 17 cộng 1 là bằng 18 18 nhân 3 18 nhân 3 thì bằng 54 đúng không 54 mà cộng với 3 54 mà cộng với 3 thì bằng 57 đa số các bạn quên mất không cộng 1 ở đây dẫn đến các bạn sẽ chỉ chọn được là 54 thôi thế là toàn được không ạ Thầy Minh gửi lời chia buồn nhất tới tất cả những bạn đã comment đáp án sai Một lần sai là một lần nhớ Hy vọng các em sai tối ngày hôm nay với thầy Minh Thì mai các bạn đi thi các bạn sẽ không bị sai nữa Vậy mình sẽ cố gắng phấn đấu giúp cho tất cả các bạn sai Ở trong cái buổi học ngày hôm nay để đúng trong cái kỳ thi chính thức của ngày mai Câu 55 ạ Polymer nào sau đây ạ Câu 55 ạ. Polymer nào sau đây được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ ạ Polymer nào sau đây được sử dụng để chế tạo thủy tinh hữu cơ Thì chế tạo thủy tinh hữu cơ chúng ta là metin methacrylate đúng không ạ Metin, Met, Acrylat Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A Câu 56 ạ, kim loại nào sau đây không tác dụng với H4 loãng ạ Câu 56 ạ Kim loại nào sau đây không tác dụng với H4 loãng ạ Phải thật nhanh các em nhá Phải thật nhanh nhá Thank you tất cả các bạn và các em Cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng với thầy Minh Merlin Ok hôm nay là buổi học chống liệt hóa thì mình sẽ độ cho tất cả các bạn và các em Vút qua cổng trường đại học nắm gọn nguyện vọng một trong tay ạ ok ạ câu 56 kim loại nào sau đây không tác dụng ăn bốn loãng thì nó chỉ có thể là ag kim loại đứng sau h câu 57 công thức của kali dichromat nó là gì ạ d này mình gặp câu này hai lần rồi liệu có phải hay chăng nhỡ ngày mai lại thi câu này thì ấm luôn đúng không công thức của canxi hydrocarbonat d cahco 2 hai lần kem nhá câu 59 mươi NaHCO3 tác dụng với dung dịch nào sau đây không sinh ra chất khí Các bạn cần phải lưu ý cho nên mình một điều sau Cực kỳ đặc biệt NaHCO3 thì nó có HCO3 trừ HCO3 trừ nó có tính gì Thì anh HCO3 trừ này này Nó có tính lưỡng tính Vì vậy nên nó sẽ tác dụng được với cả axit và cả bazơ. giờ Ở đây yêu cầu là không sinh ra chất khí Thì nó chỉ có thể tác dụng với NaH Thì sẽ tạo thành Na2CO3 cộng H2O kèm nhá Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án gì Câu số 60 chúng ta chỉ còn 4 câu nữa thôi Chúng ta chỉ còn 4 cầu nữa thôi Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm Nhiệt nhôm là phản ứng mà anh AL tác dụng với lại oxit kim loại đứng sau nó Vậy đáp án chính xác của chúng ta Đó là đáp án A AL cộng với em 3 Và cái hỗn hợp này còn được gọi là hỗn hợp mịt Các bạn lưu ý nhá Hỗn hợp mịt Nhớ kỹ chưa Nhớ kỹ chưa kèm Cái gì chúng ta muốn nhớ Comment nhắc gì nhắc lại hai lần Được không ạ Câu 61 công thức hóa học của thạch cao sống Thạch cao sống và thạch cao nung là top 1 chúng ta hay bị hỏi nhá thạch cao sống và thạch cao nung là top 1 chúng ta hay bị hỏi vậy anh thạch cao sống của chúng ta nó là b bò cas 4 cộng hai nước hôm nay là cái buổi live chống liệt hóa để thầy binh chiến đấu buổi học cuối cùng cùng với tất cả các bạn và các em rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi ủng hộ thầy minh và rất là cảm ơn những cái bạn mà đã comment cũng như là chia sẻ nhiệt tình cho thầy minh trong những cái buổi học vừa qua cái việc mà các em comment, đáp án và chia sẻ thật nhiệt tình này Đấy chính là nguồn động lực không hề nhẹ Để thì mình có thể liên tục chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em Cho đến ngày hôm nay, ngày cuối cùng này Câu 62 Chất một x màu đen X màu đen thì nó chỉ có thể là gì thôi ạ Than hoạt tính rồi Đáp án đúng là đáp án C rồi Mình chọn từ khóa mình chơi các em nhé Mình chơi cho nó chắc chắn ạ Câu 63 Chất nào sau đây là Andeith Formic ạ Câu 63 Chất nào sau đây là Andeith Formic ạ Chất nào sau đây anhit formic ạ? formic là HCHO Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C nhá. Câu 64 Khi thu nóng, sắt tác dụng với clo, các bạn lưu ý cho đề mình này. Anh Fe ấy, nó mà tác dụng với Cl2 á thì nó sẽ tạo thành gì ạ? FeCl3 nhá. Các bạn nhớ chưa? FeCl3, FeCl3 thì đây là sắt dương 3. Rất nhiều bạn bị nhầm ở chỗ này là lên hình FeCl2 thôi. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C ạ. Câu 65 ạ. Úi dồi ôi, cái này là top 1 hay bị hỏi nhiều nhất các em ạ. Câu 65 đáp án gì ạ? 65 đã bán gì nào các em ơi 65 đã bán gì nào Các bạn comment đã bán thật nhiệt tình nào 65 ạ, à. kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất Trái tim của cờ rút là cứng lớn nhất Các bạn nhớ mãi cho thầy nha Trái tim của cờ rút đáp án chính xác của chúng ta là đáp bán gì Em phải chụp ảnh Câu 66 ạ à. Chụp ảnh mắt lại Khi đun nóng, bột AL với bột S Phản ứng xảy ra mãnh liệt Sản phẩm tạo thành là các bạn lưu ý là AL cộng với S thì tạo thành AL2 S3 Đúng không ạ? AL2 S3 Vậy đáp án chính xác của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án D mà thôi ạ Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D ạ Ok, thank you tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi vùng hộ Thầy Minh cho đến ngày hôm nay Đây là buổi live cuối cùng của Thầy Minh chiến đấu sát cánh cùng 2K6 Chống liệt hóa Câu 67 Khu vực Tây Nguyên có bạn Bô Xít, thành phần chính của quảng Bô Xít ạ Các bạn lưu ý ạ, thành phần chính của quảng Bô Xít là gì ạ? thành phần chính của quang mô xít đó là Al2O3 nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 68. Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide ạ? Câu 68 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide? Như thế mình đã phân tích từ trước, polysaccharide chúng ta chỉ có gì ạ? À? Cellulose và tinh bột mà thôi. Nên đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu 69 ạ. Đốt các nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, than đá là có C rồi thì sinh ra chất X gây ra mưa axit. Vậy thì chắc chắn 100% Nhá, chắc chắn 100% trong than đá thì nó phải có anh C vậy thì cái thằng mà gây ra mưa axit gây mưa axit thì CO là trung tính không gây được mưa axit nha nó là CO2 đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án A câu 70 ạ chúng ta chỉ còn ba câu nữa chúng ta chỉ còn 30 câu nữa trong bộ chống liệt hóa cùng thầy Minh Merlin rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi comment cũng như chia sẻ trong buổi học ngày hôm nay ok à, các bạn comment nhiệt tình đấy là nguồn động lực không hề nhẹ để thầy Minh có thể liên tục chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em Câu 70, F34 tác dụng h 4 loãng thu được dung dịch chưa muội? Các bạn lưu ý thầy Minh này, F34 nó gồm gì? Nó gồm FeO và Fe2O3 nhá, khi tác dụng h 4 loãng. Lưu ý. Loãng thì chắc chắn mình sẽ thu được gì ạ? FeSO4 và Fe2SO4 3 lần. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C ạ. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án C các em nhá. Câu 71 ạ ở điều kiện thích hợp thì st nào sau đây có phản ứng trắng gương các bạn lưu ý cho thầy minh cái điều kiện để thực hiện phản ứng trắng gương chỉ cần nhớ một vài cái điều đơn giản và cơ bản như sau thôi là ok trắng gương nó chỉ cần có chó cứ nhìn thấy chó là được hoặc là có đầu hcoor -E phải là ấm ok chưa vậy trong này, này anh nào có đầu hcoor phải đáp án đúng là đáp án c tô luôn nhá tô luôn làm nhanh gọn luôn câu 72 hợp chất x là hợp chất của kim loại kiềm câu 72 hợp chất x là hợp chất của kim loại kiềm À, vậy hợp chất X được sử dụng làm phân bón đa lượng nhằm tăng sức đề kháng cho cây hợp chất X có thể là nó là hợp chất của anh kim loại kiềm được dùng làm phân bón đa lượng để đề kháng các bạn lưu ý từ khóa này khô hạn và rét khô hạn và rét thì nó phải cung cấp nguyên tố K nên nó là KCL đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C câu 73 73 thì mình đã dạy cho tất cả các bạn và các em cái thủ thuật để thuộc được rồi, về bọn kim loại kiềm là lâu nay không rảnh chơi Free Fire. Nhưng ở đây lưu ý cho thầy là tế bào quang điện. Tế bào bảo quang điện thì chúng ta có liên kết với một chút ở bên kiến thức môn vật lý. Nó là anh nào các em nhỉ? Nó là anh CC các bạn nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu 74. Hợp chất nào sau đây của nhôm có tính lưỡng tính ạ? Phải thật nhanh các em ạ, phải thật nhanh các em ạ. Ở đây các bạn đã và đang theo dõi chuỗi like chống liệt hóa cùng thế mình Merlin. Chúng ta đang bước vào 25 câu cuối cùng. Và ngày mai biết đâu 100 câu này của Thế Minh nó lại ẩn hiện ở trong 32 câu đầu tiên thì sao? Nên là Thế Minh rất mong muốn tất cả các bạn và các em cùng comment đáp án xuống phía dưới để nhận vía hóa thì mình đang phát vía chúng tụ hóa cho tất cả các bạn và các em. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Câu 74 ạ. Hợp chất nào sau đây của nhôm có tính lưỡng tính? Thì hợp chất của nhôm có tính lưỡng tính thì nó là AlO3. AlO3 lần cũng được. Câu 75. Monomer nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp? Các bạn chỉ cần nhớ cho thầy một điều nhỏ nhoi như sau thôi. Các bạn chỉ cần nhớ cho thầy một điều đơn giản như sau thôi. Điều kiện để thực hiện phản ứng trùng hợp đó là có nối đôi CC hoặc vòng kén bền. Vậy ở đây không tham gia phản ứng trùng hợp thì không có nối đôi CC hoặc không có vòng kén bền. Vậy ở đây đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án A. À, Epsilon amino caproic thì nó là thực hiện phản ứng trùng ngưng để tạo thành lông 6 hoặc là tơ đâu. Câu 676. Nhôm được sử dụng làm nồi đun nấu thức ăn vì nhôm có tính gì? Quá hay. Câu 76 đã bán gì ạ? 76 đã bán gì nào các em ơi, phải thật nhanh. Phải thật nhanh độ hóa học. Vào đây để thấy mình độ kiếp môn hóa cho các em. Chúng ta sẽ dùng điểm hóa để chúng ta kéo lại điểm toán, hóa kéo toán. Chúng ta đã sai ngu những câu toán nào ngày hôm nay thì hôm nay thì hôm nay tối nay thì mình sẽ giúp cho các em kéo lại từng đấy câu hóa. Câu 76 ạ. Nhôm được sử dụng làm nồi nấu thức ăn vì nhôm có tính gì? Thì vì nhôm có tính gì ạ? Nồi nấu thức ăn thì nó phải là dẫn nhiệt nha, đừng để bị lừa ngu ngốc ở câu này. Nấu thức ăn mà thì phải là dẫn nhiệt. Các bạn nhớ chưa? Câu 77 ạ. Axit oleic thì có công thức là gì ạ? Câu 77 ạ. Axit oleic thì có công thức là gì? Oleic thì C17H33COH với đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án A các nhá đáp án chính xác của thầy trò chúng ta là đáp án A nhá. Ok à, xin chào hơn 3K anh em. Xin chào hơn 3K tất cả các bạn học sinh 2K6 đã và đang theo học thầy Minh Berlin. Hôm nay thầy Minh sẽ phát biểu hóa cho tất cả các bạn và các em. Ok ạ. À, cảm ơn tất cả các bạn và các em rất nhiều. Chiến đấu mãnh liệt nào câu 78 phân tử metinamin có bao nhiêu nguyên tử? hero ạ. Metinamin CH3NH2 3 cộng 2 bằng 5 Vậy metinamin chúng ta có 5H Đáp án chính xác là đáp án gì Câu 79 ạ Câu 79 mình chọn đáp án gì ạ Câu 79 ạ 79 các bạn chọn đáp án gì nào phải thật nhanh ạ Thủy phân hoàn toàn bằng enzyme thu được bao nhiêu loại Các bạn lưu ý nhỉ Loại amino acid đừng để bị đề lừa Bị đề lừa là cái chết nhẹ nhàng tê tái và êm ái nhất Ala là 1 gly là 2 Valin là 3 Đúng không? 3 loại Để bài hỏi loại mà Ba loại đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhá. Câu 80. Câu 80 này, 80 chúng ta chọn đáp án gì nào? Phải thật nhanh các em nhá, 80 kìa loại X có độ cứng lớn nhất. Cứng nhất là gì? Cứng nhất là trái tim của cờ rút Các bạn nhớ mai trở thầy mình nha Vậy đáp án chính xác của chúng ta Ở đây đó là đáp án A à? Chúng ta chỉ còn 20 câu nữa chống liệt hóa thôi Chúng ta chỉ còn 20 câu nữa chống liệt hóa thôi Và thầy Minh chào mừng hơn 3k bạn Đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay Cùng với thầy Minh Merlin Đây là một đề chống liệt hóa Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em Và các em yên tâm rằng thầy Minh sẽ ở sánh bước bên cạnh các bạn và các em cho đến những giây phút cuối cùng đúng theo lời hứa của thầy Minh dành chọn cho team 2K6. Câu 81 là mất tính cứng bằng phương pháp đun nóng thì được sử dụng cho cái gì? Thì nó là đun nóng ý, đun nóng để làm mất tính cứng thì nó chỉ được sử dụng cho cái loại cái bọn thể loại là bọn nước cứng tạm thời. Các bạn nhớ chưa? Nên là ở đây đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D các em nhá. Câu 82, công thức cấu tạo của ethanol. Câu 82, công thức cấu tạo của ethanol ạ. Ethanol chúng ta là gì ạ? C2H5 OH đáp án chính xác của chúng ta Đó là đáp án C các em nhá Câu 83 Câu 83 chúng ta chọn đáp án gì nào các em? Phải thật nhanh Phải thật nhanh Câu 83 83 nào Kim loại có từ tính được tạo từ hợp kim sản xuất nam châm Úi dồi ôi trong số tất cả những cái dạng mà chúng ta học về các anh kim loại thì ta chỉ có một anh kim loại duy nhất mà nó có tính từ tính thôi đó là bọn gì ạ sắt đáp án chính xác của thầy cho chúng ta đó là đáp án c nhá câu 84 chọn đáp án gì nào kia 84 các bạn chọn đáp ăn gì nào? 84 ạ. À. Chào mừng tất cả các bạn và các em đã đến với buổi live chống liệt hóa học cùng với thầy Minh Berlin. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ thầy Minh trong những ngày qua. Ok ạ, à. cảm ơn tất cả các bạn và các em và hôm nay là một buổi live thầy Minh tri ân cho tất cả các bạn và các em. Ok ạ, à. 100 câu chống liệt hóa. Câu 84 ạ, à. Khử chua, khử chua là chua axit, axit thì phải khử chua bằng kiềm, kiềm là CaO thả vào nước thu được CaO mất lần. 85 để trung hòa một câu bài tập đầu tiên số mol HCl ta là 0,1 vậy mình amin đơn chức vậy ta sẽ tìm được số mol amin bằng 0,1 vậy ta tìm được phân tử khối của amin phân tử khối của amin chúng ta bằng 3,1 chia 0,1 bằng 31 chẳng phải làm gì lằng nhằng đi bấm phân tử khối vào này đi thì bấm phân tử khối thì ta thấy đáp án D CH5N thì phân tử khối đúng bằng 31 nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D câu 86 amon triolin thì bạn chỉ cần nhớ cho thầy này một anh C17H33 Co tất cả 3 lần C3H5 thì nó ăn 3 anh Br2 đúng không ạ? Số mol Br2 là 0,06 thì suy ngược lại 0,06 nhân 1 chia 3 bằng 0,02. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D, các em nhá. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta là đáp án D. Câu 87 ạ, 87 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh ạ. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng với thầy Minh. Hôm nay là buổi học cuối cùng thì Minh chiến đấu cùng 2K6. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể giúp thầy Minh tác tất cả các bạn bị mất gốc để các bạn vào đây để thầy Minh độ hóa học, để thầy Minh chống liệt hóa cho tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Câu 87 ạ. Phân tử polymer nào sau đây chứa nguyên tố N? Phân tử polymer nào sau đây chứa nguyên tố N thì nó là B, polyacrylon c CH2 gạch CHCN đúng không ạ? Đây. Nó chứa nguyên tố N. Nên đáp án chính xác của chúng ta là đáp án c. Câu 88. Chất nào sau đây là amino acid ạ? Câu 88 ạ, chất nào sau đây là amino acid các bạn lưu ý nhá. Chất nào là amino acid? Amino acid là nó phải chứa đồng thời cả nhóm CH và cả nhóm NH2. Nên đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, glycine. Câu 89, ion nào sau đây có tính công xóa mạnh nhất ạ? Ion nào có tính sau đây có tính công xóa mạnh nhất? Vậy là ion đứng cuối cùng trong dây điện hóa. Khi nào bà cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Áo Đúng chưa? Vậy ở đây trong đoạn này thì nó là anh gì ạ? Fe3+ các em nhá. Fe3+ đáp án chính xác là đáp án C. 90 chúng ta chỉ còn 10 câu nữa thôi ạ. À. Thế cho chúng ta chỉ còn 10 câu nữa thôi. 10 câu nữa là đến đoạn đặc biệt nhất của buổi tối ngày hôm nay. Đoạn mà thì mình sẽ hát để độ kiếp cho tất cả các bạn và các Ok, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các rất rất nhiều. Câu 90. ST phân tử khối nhỏ nhất, phân tử khối nhỏ nhất là HCO 3 chứa số nguyên tử C là hai anh. Đáp án chính xác là đáp án C. Câu 91. 91 mình sử dụng bảo toàn electron Ta có 3 lần số mon Fe Thì bằng 3 lần số mon NO Suy ra số mon Fe Bằng số mon NO bằng 0.02 Vậy hoàn toàn ta tìm được khối lượng Là 0.02 x 56 ạ 0.02 x 56 thì bằng 1.12 Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A à, Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A Bạn nào muốn lấy file thì lên fanpage thầy Minh Miu Liên Hóa học nha Câu 92 Chất nào sau đây ta dùng bên nào sinh xin khí hát lại Chất nào sau đây tác dụng với NaOH sinh ra khí H2 thì mình mới viết phương trình cho chúng ta xong Al cộng NaOH tạo thành naalo 2 cộng H2. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D ạ. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 93. 93 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh. Phải thật nhanh. bạn Chất có màu trắng dạng sợi là thành phần chính của màng tế bào thực vật thì nó chỉ có thể là anh nào? nó chỉ có thể là anh giờ Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án ạ à. 94 kim loại nào sau đây là kim loại kiềm ạ Lâu nay không rảnh chơi phi phái Lâu nay không rảnh chơi phi phái Những cái gì cần thuộc chúng ta phải nhắc đi nhắc lại ba lần Lâu nay không rảnh chơi phi phái Vậy ở đây là gì Đáp án đúng là đáp án b bò Câu 95 95 ạ ta sẽ có số mon của Anconetlic là bằng 2 mon Vậy ta sẽ có là 1 glo tạo thành 2C2H5OH Vậy này là 2 mon thì suy ra số mon glo phải là một Đúng không ạ? 1 x 180 thì bằng 180 vậy hiệu suất bằng 180 chia 200. Đúng chưa? Nhân 100% thì bằng 90%. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án D các em nhá. Câu 95 đáp án chính xác của thầy trò chúng ta là đáp án D. Câu 96 chúng ta chỉ còn 5 câu cuối cùng nữa thôi. 5 câu cuối cùng nữa thôi ạ. À. Chiến đấu vì màu cờ, chiến đấu vì sắc áo ạ. À. Câu 96 ạ, à, ở dạng mạch hở. Phân tử glu có bao nhiêu nhóm OH đây một câu cực kỳ dễ ở dạng mạch hở thì phân tử glu của chúng ta sẽ có bao nhiêu? Chúng ta sẽ có có bao nhiêu? Đừng bạn nào ngu ngốc chọn B nhá. Một lần sai là một lần nhớ sai một lần nhớ cả đời. Ở đây glucose chỉ có 5 nhóm OH liền kề mà thôi. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu 97. Muốn làm được câu 97 chúng ta sử dụng phương pháp bảo toàn khối lượng. Ta sẽ có là số mol bon của HCl thì sẽ bằng là khối lượng của muối trừ đi khối lượng của amin chia cho 36,5 bằng 31,68 trừ đi 20 chia cho 36,5 bằng bao nhiêu các em ơi? Các bạn bấm máy tính giúp thầy Minh vậy ạ. Đáp án của chúng ta là bằng bao nhiêu ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng thầy Minh cho đến giờ phút này ạ. Chống liệt hóa cùng thầy Minh Merlin ạ. Thank you tất cả các bạn và các em rất rất nhiều ạ. Nào chúng ta cùng vào đây chống liệt ạ. Ta có này 31,68 31,68 trừ đi 20 ạ. 20 ạ bằng bao nhiêu chia cho 36,5 ạ? Thì kết quả chúng ta là bằng ạ, 0,32. 0,32 mà chia cho 1 thì bằng 320 ml. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A các em nhá. Câu 98. Câu 98 chúng ta đang đến những câu cuối cùng rồi các em ơi. Câu 98 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu 98 các bạn chọn đáp án gì ạ? Chất nào sau đây làm mềm được nước cứng có tính cứng vĩnh cửu N2CO3 và n 3 p 4 là cái bọn mà làm mềm được mọi loại nước cứng Bạn nhớ kỹ cho thầy mình nhá Câu 99 Các rát không chứa nguyên tố nào sau đây ạ? Các không chứa nguyên tố nào sau đây? Các thì nó có dạng là CN H2O tất cả M lần Vậy nên các nó sẽ không chứa nguyên tố N Các em nhá Không chứa nguyên tố N Câu 100 Câu 100 trong số các loại tơ sau thì số loại tơ tổng hợp là tổng hợp thì ta loại bỏ đi bọn thiên nhiên, tự nhiên sợi bông, tơ tằm và loại bỏ đi bọn bán tổng hợp là visco và acetat. Vậy ta có capron, nylon 6, nitron nên chúng ta sẽ có ba anh tơ tổng hợp mà thôi. Các bạn nhớ chưa? Chúng ta sẽ có tổng cộng ba anh tổng hợp mà thôi. Câu 100 là câu cuối cùng trong đề ngày hôm nay của chúng ta. Ok chưa? Thầy trò chúng ta vừa hoàn thành xong 100 câu. Quá vip, quá xịn sò. Vậy là hết rồi, đúng rồi. Thầy vừa cùng với các em. Thầy vừa cùng với các em xử lý xong 100 câu nhá. 100 câu lý thuyết hóa, được chưa? Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi live ngày hôm nay của Thế Minh Và bây giờ đây là món quà cuối cùng mà thầy Minh dành tặng tới cho 2K6 Đây là món quà cuối cùng thầy Minh nhả vía đến cho 2K6 2K6 tuổi chó, những con chó số đã rất nhọ rồi Mà năm nay là năm cuối cùng bộ cũng chẳng có thương Bộ chẳng thương 2K6 gì Đập một phát là một cái đề toán dã man Đúng chưa? May quá tối hôm qua có thể mình đỡ lại được môn văn nhà bạn nào mà theo dõi thầy mình thì đã đỡ được thầy mình là môn văn thì thầy Minh tủ chúng cái đề đất nước. Và hôm nay tối hôm nay thì mình làm 100 câu môn hóa để tủ 32 câu lý thuyết cho tất cả các bạn và các em. Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Và các em nhớ là giới thiệu tụi 2K7 để đến học với thầy mình nhá, bởi vì 2K7 có thay đổi rất nhiều. Ok ạ. Và bây giờ là món quà cuối cùng thầy dành tặng cho tất cả các bạn và các em. Bài hát bài hát đường đến ngày vinh quang bài hát đường đến ngày vinh quang ạ ok các bạn cùng hát cùng thầy nhá bài hát này do nhóm bức tường đây là bài hát thay lời cảm ơn và tri ân của thầy đến cho tất cả các bạn và các em Cùng treo lên đỉnh núi cao vời vời Để ta khắc tên mình trên đời Dù ta biết gian nan đang chờ đón Và trái tim vẫn âm thầm Ta bước đi hướng tôi muốn vì sao Chẳng đường nào trải bước trên hoa hậu Bàn chân cũng thấm đau vì những mùi ngài đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiền ngang đầu ngẩng cao và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai cái vai niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau <laughs> ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng và ta biết đâu làm thằng gành treo leo trên đường xa và gian nan ta vươn tới những đỉnh cao ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng đường đến nhớ ngày vinh quạ không còn xa dù khó khăn vẫn còn Hello, đây cũng là bài hát cuối cùng Thầy Minh dành tặng tới team 2K6 Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em Và Tự tin, bình tĩnh, chiến thắng Bye bye, xin chào tất cả các bạn và các em Sáng mai không like để cho các bạn và các em Có một tinh hồn, có một tâm hồn thanh tỉnh Để đi thi nhá, bye bye Chào tạm biệt tất cả các bạn và các em Bye bye Ngủ ngon nhá <laughs>